Các thưa quý vị vừa qua, thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan ban ngành, quận huyện cùng với các tổ chức chính trị xã hội tăng cường thực hiện chiến dịch truyền thông, vận động người dân tiêm phòng vaccine ngừa covid 19 Theo đó, thì người dân đủ điều kiện tiêm nhắc lại sẽ được nhắn tin. Các địa phương phải tiêm hết vaccine đã được phân bổ, không được để ra, xảy ra tình trạng hủy vaccine do hết hạn sử dụng. Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh được giao khẩn trương phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel căn cứ dữ liệu trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, chủ động nhắn tin cho từng người dân đến các điểm tiêm đã được ngành y tế công khai để được tiêm nhắc lại nếu đủ điều kiện. Sở Y tế công khai danh sách điểm tiêm cố định, điểm tiêm lưu động và công khai kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 của từng quận, huyện, thành phố Thủ Đức hàng ngày lên cổng thông tin điện tử ngành y tế. Trường hợp người dân không đồng ý tiêm, phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh báo cáo số lượng người dân không đồng ý tiêm về sở y tế ngay sau khi đợt cao điểm kết thúc để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân thành phố